Bây giờ cha xin mời một đại diện Thập Đỏ của miền miền Trung. Từng rồi cha mời một đại diện Thập Đỏ của miền Bắc. Bây giờ từng này cha đại diện một Thập Đỏ của miền Trung và một đại diện Thập Đỏ của miền Nam. Vậy thì đại diện Thập Đỏ của miền Trung là gửi gắm các bệnh nhân trong sự tầm. Ai là người đại diện Thập Đỏ miền Trung dùm cha? Ai là người đại diện? Anh đây có Thập Đỏ miền Trung không? Chắc phải có chứ. Dạ, xin mời thầy. Dạ, xin mời. Kính thưa cha Thế Tôn Nguyễn Văn Cư. Kính thưa các thánh lãnh đạo của lớp phòng khám nhân đạo từ thiện. Kính thưa các cô và các tăng ni. Kính thưa các tăng ni Phật tử, các thầy chữa bệnh. Thưa bà con cùng Phật, chúng ta là những người ung thư. Vợ tôi cũng là người ung thư trực tràng, đã cắt túi ruột, hiện nay cũng đang điều trị. Sắp tới đây tôi cũng vô đây rồi. Rồi. Vâng. Okay. Thời gian cho chặt con tay luôn anh chị. Vâng, chuyện ca thứ hai là vào ở đây. Ca thứ nhất là em Nguyễn Văn Đúng, 6 tuổi, ung thư máu. Hôm nay tôi thấy em là mạnh khỏe, lanh lợi, đỏ ấn thì tôi thì rất cảm kích. Em thứ hai là cháu Nguyễn Thị Kim Nhung, 17 tuổi, cuộc đời rất phấn khởi, bị ung thư ruồi không cắt được, cái cháu nó không cắt được, mà cắt đi thì cuộc đời cũng chẳng còn gì nữa. Mong cha, mong trung tâm phòng khám là nhân đạo là lớn hơn tất cả mọi người, và để trong làm cái việc tiêu thiện này, từ thiện và nhân đạo nó sẽ kết hợp với nhau trong phần đó. Còn bản thân tôi là sĩ quan chỉ huy tham mưu trong quân đội về hưu, cấp tá. Tôi làm chủ tịch cựu chiến binh 12 năm, hiện nay làm chủ tịch chữ thập đỏ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 17 năm. Thì tôi thấy việc làm của chữ thập đỏ ở đây và của cha Phêrô Nguyễn Văn Thương cùng các là thầy giáo cũng như là bác viện trưởng ở đây, một việc làm rất lý tưởng để là cứu mọi người dân, cứu tất cả mọi người hiện nay đang còn mắc bệnh hiểm nghèo. Chúc phòng khám chúng ta, chúc các nhà lãnh đạo là luôn luôn thành đạt trong cái bước đường chữa bệnh. Chúc tất cả mọi người bà con chúng ta luôn luôn vui vẻ để cho người thân của mình vượt qua bệnh hiểm nghèo. Và chúc bệnh hiểm nghèo thắng những cái vấn đề là bệnh tật của mình để sống cuộc sống và vui vẻ. Xin cảm ơn. Chúng ta chọn cảm ơn. Vậy thì cái em 7 tuổi đâu? Cái em 7 tuổi có đây không? À, có cách nào? Đấy, ẩm vô đây. Đây. Em đây bệnh gì? Ung thư máu. Đây con. Giờ chắc phải cha ẩm con thôi chứ, đúng không? Rồi, con ôm cổ cố kìa. Chú Xu nói đừng, hãy để trẻ em đến với ta, đừng ngăn cấm chứ. Vì nước trời là của những ai giống như chúng. Ê cha, ông có hỏi con lại nghe, nặng quá vậy. Con ăn được mấy chén cháo? Ba chén. Rồi con vô được mấy ngày rồi? Một tuần. Con được mấy tuổi? Sáu. Con học trường nào? Trường lớp 1. Lớp mấy? Một. Đường gì? Đường. Chắc không trả lời nãy đâu. Bây giờ con thấy trong mình con khỏe hơn không? Có. Con có cố gắng chữa bệnh không? Hôm nay cha ẩm con giống y như là Chúa Giêsu ẩm con vậy, đúng không? Bây giờ con hung cố một cái kìa, dám hung cố không? Cố gắng cố chữa trị cho con hết bệnh nha, được không? Rồi, ok nha. Ba con đâu rồi? Cha mới thấy nó ngạn qua, liếc thấy thôi, bữa nay mà mới ẩm không nổi luôn á. Tức là ung thư máu mà như vậy nè, bản thân con đã nuôi con thấy sao? Dạ con bề con cảm thấy khỏe rồi, ở nhà nó đau chân và đau tay mà vào đây mấy bữa mà không đau gì nữa cả, tay cứ chạy lại vẫn bình thường. Cha chúc mừng con gà trống nuôi con nha. Cố gắng nha. Mỗi người có phần phước, đúng vậy không? Mỗi người có phần phước.